Sáng ngày 24 tháng 4, tại khuôn viên khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Tham gia hội thi có 14 đội là thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của các phường. Nội dung thi gồm lý thuyết, trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thi thực hành về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hội thi nhằm bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa phương đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong xử lý tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư.